Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách kiểm tra cây láp xem nó còn tốt hay không ha. Thì xe Matic xe Bắc thì phía trước nó có hai cây láp nha, hai cây láp. Rồi một cây là mỗi cây láp nó có hai đầu, đầu trong với đầu ngoài, thì kêu là đầu láp trong với đầu láp ngoài ha. Thì mình nắm vô ngay chỗ cái đầu láp ngoài nè, mình lắc lắc ngang vậy nè, thử xem là nó có kêu không nha. Đó, lắc ngang vậy nè là đầu lắp ngoài cứng, ok nè ha. Còn đầu lắp ở ở cái đầu lắp ở trong nè, nó mình lắc mình nghe nó kêu cục 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 như là coi như là nó bị hư cái đầu lắp ở trong ha, nhưng mà vẫn còn chạy bình thường được. Có điều chạy mình ôm 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 cua hay là gì á, lâu lâu nó có tiếng kêu cục cục nha. Đó, mình lấy tay mình gõ là mình nghe nó kêu cục cục nè. Đó, như vậy là cái đầu lắp trong nó đã mòn rồi ha. Rồi cây láp thì nó thụt ra thụt vô được đó là ok nha, chứ không phải là nó bị hư. Đó, mình thụt ra thụt vô nè là được, là và bản chất của nó được phép thụt ra thụt vô nha. Rồi anh em nào có xe thì cũng không xuống kiểm tra thử xem hai cái láp của xe coi còn tốt không ha. Còn cái láp của mình thì tốt rồi.